nhiều bộ phim được khởi chiếu trong dịp nghỉ lễ. Nhiều bộ phim mới được các rạp chiếu phim tại thành phố Hải Dương ra mắt trong dịp nghỉ lễ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Tại rạp Lotte, ngày 28 tháng 4, khởi chiếu bộ phim Ma Lai Rút Ruột thuộc thể loại phim lãng mạn, kinh dị của Thái Lan. Bộ phim kể về một người đàn ông sinh ra với gen bất thường và một người phụ nữ nửa người, nửa quỷ. Cả hai đều khát khao yêu thương và đã tìm đến nhau. Bộ phim có nhiều tình tiết kinh dị, gay cấn, gây hồi hộp cho người xem xong cũng có những chi tiết lãng mạn. Cũng từ ngày 28 tháng 4, rạp còn chiếu Lật Mặt 6 của đạo diễn Lý Hải, Việt Nam. Bộ phim xoay quanh nhóm bạn thân. Do công việc khó khăn, ngoại trừ Phương trụ lại còn các bạn đều đã bỏ nghề. Một lần, Phương mua tấm vé số trùng ngày sinh của 6 người và giao cho một người trong nhóm cất giữ. Họ trúng độc đắc nhưng người này lại qua đời do tai nạn và tấm vé số bị chôn cùng. Những thành viên còn lại phải đứng trước lựa chọn đào mộ người bạn thân và các mâu thuẫn nảy sinh từ đây. Phim Vệ binh Giải Ngân Hà 3 sẽ được khởi chiếu từ ngày 3 tháng 5, thuộc thể loại phim phiêu lưu, hành động của Mỹ. Phim là phần tiếp theo của Vệ binh Giải Ngân Hà 2014 và Vệ binh Giải Ngân Hà 2 2017. Bắt đầu phim là lời giới thiệu của Peter Liu về quá trình thành lập nhóm và mối tình giữa anh với Gamora. Sau thời gian dài tìm kiếm, họ gặp lại nhau nhưng mọi thứ không còn như trước. Gamora lúc này là một sát thủ máu lạnh và không còn tình cảm tha thiết với Peter. Tại rạp Venus, từ ngày 28 tháng 4 nhằm đáp ứng nhu cầu cho các em nhỏ, rạp khởi chiếu phim hoạt hình Mèo Siêu Quậy ở Viện Bảo tàng của Mỹ. Câu chuyện xoay quanh tình bạn của chú mèo Vincent và chú chuột Morris khi một con vật được giao bảo vệ bức tranh, còn một con vật lại có sở thích gặm nhấm bức tranh đó. Liệu cả hai có tiếng nói chung và cùng nhau bảo vệ bức tranh cho bảo tàng không?